Cục rong thôn thiên mình nước cứ bà dương này dây pi sờ đầy riêng mình nước ai này dây ban thai này thôn thiên mình nước cứ chia bẻ đồ mối hai này tìm xem cứ chia sờ sài chịu chạy tôn chỉ mỗi nâng chừng này đang đầy nhom ban pra đầy nhom ban chơi pi sờ là tới cứ nhom do ban ban pra đôi chia chạy tôn chỉ mỗi nâng pi sờ lễ chạy tôn chỉ mỗi nâng chừng liên công chữ tớ hơi ở vậy đầy nhom cham ban một tiệt nó cứ chạy tôn chỉ mỗi nâng một chia mối đầy nơi con nông vẹn mùa là tháng, được trong năm mùa là tháng cứ chạy tông chuyên môi nâng để cho mình skill. Cụm năng chỉ biết số để mà trụ test này cái chốn chỉ ti cụm năng chỉ ti mấy trái pha cốm mà can cam vị thi vạn đá tháp show. Nơi sapa đá ti cai sapram ní cứ cam vị thi robot dễ miền ca châu rùm ở bên thầm đại Obsidian. Nơi con cái ní những khi mà ná đừng nòm mà ròng lại từng ngọc ní từ tu sna chuyên môi nâng bên thi robot thấm mấy mùi tiệt hái chạy tông từ nâng cả cụm cống càng gì thôn thiên mình nô ở miền Brazil tiếp hiệp. Nơi dây đo càng gì cụm cống thôn thiên mình nô khi thà cứ chia đầm lá cá để cả rẽ xa nơi thể lập hiệp cầm làng pô lơ cắm đập bầy trôi trông nơi ả chi và cầm hỏi con nút phong đai nút cứ trời thì nia tha cầm làng pô lơ cắm nút cứ cướp cướp nơi con ông cả phơi càng nghĩ nơi con ông tháp bát rồi có ả chi và cầm nà mùi nâng chi bị xét cứ tệ tông từ lơ cả chậm nay thay cầm làng pô lơ cắm rồi hai tháp bạc khai cứ trời tại xóm shop từ lơ tiệp xa nơi con ông bị cầm và chi phong đai cùng mà khát với YouTube này cái chốn chụp cho môi năng việc mà bỏ riêng đại cốt cứ chị đã đặt để sạch chấm đón tịnh lập bố này vì chị hàn bạn đà hai sắp tháng này còn có biên ở mục tuần nửa tí nơi khăn nông à chị và cam mũi được khăn nông và tay cam của chị có bạn khác với YouTube cho môi năng cốt à chị mình su bông chả chị đã bốn cho hai bông này non khlu từ này cái chốn cứ đôi chị tuần nửa tí được bỏ bông phong này chả và miệp su ở nhom cho mùa sầm án nhom chị đặt sơ này chị hàn bạn đà cho nó đập bột gạch bầy chả bông sự nghiệp ngày ní cứ nhung sờ bài chết đài ban ở các nông ca châu ruộng đo chạy tông chuyện mình bật sao ca nghĩa có đôi chi ca chạy lại bật sao xem thấy chạy tông chuyện mình ca nghĩa để cho ban cho tạt cả lòng chà sầm rập tu nửa ti là bọc bông ba chạy bón ní chia với đá chẳng ai sự nghiệp tu nửa ti ba chạy bón nhung cứ chia bọc cả lực mối nơi khung này thông tin một lúc nơi khung ở rồng chạm môi chà chà ở con bông hơi sầm rập sọc tục vành dạng là hai bông nhật cho mình đang càng nghe tế để dạng về trong còi chả lobo bông lobo mình tên bà chả chả ở con tràn là đi cùng ai khát với chú bề mặt có chọn đăng đôi khi nghe tạ tông cho mình đang bọt bị sọt càng nghe là bọt bóng ấy na môn đường chay được định để bọt bị sọt tạ tông cho mình đang càng nghe thường thiên mình luôn đi ta cả lòng máu bông ở trên vừa ca nơi cùng lòng trên năm na hơi mình bọt bị sọt càng nghe vậy class cho ngài bông chui đi bọt tru tru mình tên để đào từ sinh cái chuyện bà sự nghiệp nơi cái nông bật sao ca nghĩa nó bây để nhom phải cho ca sắc xa nơi nông phải chia than nơi nông chăn nam pi pon đập bẩn nhom ban châu bầm ra ca nghĩa nơi nông ở rong chạm mà cả lại nơi hàng khẹt cả đá nơi hàng sọc đậy sọc một cục bún và nơi bên nút nhom chạp đá vừa chia bọc lực này đọt bàn mối hay miền tây này ti hàng hai thà training coordinator chỉ nhẹ sầm rộp gạ đọt đá hay và tọt máu nơi nam pipon mà hay pí nhôm có ban lạp đô ca nghĩa màu nước nông rong chạ đã nước nông bị say rong chạ đã và tại nơi rong chạ mùi tiệt và tại nông rong chạ mùi tiết nơi hàng phơi chịt buồn nơi hàng bài tràn chà bà chà ao con tràn bòn hơi nơi không thấy đi có cho ai bòn chú trai làm lấy được kia tại tông cho mùi năng biệt hà thân thịt mình luôn ta ca cồn càng như thân thịt mình luôn nắng ta dân thưa dạng bịch lạc tây chà bà nước nông ca nghe thôn thiên mình lúc ba như vậy ở trong tới cứ chia ở đầm na ca muối đại dương hai tha đầm na ca đại dương ở cục cồn từ lư cầm làng pô là cám sầm rạp ở bầm rạ ca nước nông này mùi muối đầm bay trôi trông ở chi và cám ở quạt miền đầm na ca từ một rồi lún hai cài biển lúc cứ dương thử từ nia tha cầm làng pô là cám đại dương rơi vô màu bầm rạ ca nghĩa cứ quạt miền sầm mặt tập hiệp cục cồn hai con ở miền cái hai tha sạc đan của nó không cả bên càng nghĩa từ tu bàn chụp giấy làm bây giờ ao cùng muốn đi chậm lại hai cây bị nắng ở nay thôn thiên một nước có thể cất pi có ca chậm này cho lơi cầm lặng phun là cam phong đại chà bông chà con tràn hai không lúc phong đại sắp đặt ca đi trong nơi bà con càng nghĩa cục cồn thôn thiên một nước ní ta ban chui với cả đáy tại đó cầm hồn chi và cầm bà xem ca cục rong thôn thiên mình nước cứ bà dương này dây pi sờ đầy riêng mình nước ai này dây ban thai này thôn thiên mình nước cứ chia bẻ đầu mối hai này xem cứ chia sờ sài chịu chà thua này roal chẳng dây tha nơi pe đẹp này xem có thơ ca cầm lăng cô là cam làm bây được một bên ca nghĩa គឺគាត់ត្រូវការតាក់ទងមកផ្នែកធនធានមនុស្សដើម្បីជួយសម្របសម្រួលក្នុងការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងផ្នែកធនធានមនុស្សគឺបានជួយច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏នៅក្នុងអង្គភាពមួយចា៎ក្រុមនោះផងដែរតកតងជាមួយនឹងផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហៅថា HR ហ្នឹងចាតើមាន function អ្វីខ្លះដែរចង់ឲ្យបងរៀបរាប់ទៅដល់ទស្សនិកជននៅក្នុង HR យើងអាចនិយាយបានថាវាមាន function ធំ 4 វាមាន recruit នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសមកបន្ទាប់មកគឺយើងមាន training បាទហើយយើងមានផ្នែក function ផ្សេងទៀតដូចជាគេហៅថា worker engagement ដែលតកតងជាមួយនឹងការតំណងប្រស័យតកតងរវាងពីនិយោជកឬទៅនិយោជិកឬក៏យើងហៅថារវាងកម្មករឬក៏ថៅកែហ្នឹងឬក៏តំណែងរវាងបុគ្គលិកនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងហើយផ្នែកមួយទៀតដែលយើងហៅថា C&B ឬក៏ compensation and benefit ដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងទៅលើអត្ថប្រយោជន៍ក៏ដូចជានិយាយទៅលើប្រាក់ខែរបស់កម្លាំងពលកម្មចាហើយសំណួរជាបន្តទៀតហ្នឹងគឺចង់ដឹងដូចគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការងារជា HR នេះថាតើដើម្បីខ្លាចទៅជា HR ដ៏ល្អមួយរូបហ្នឹងតើត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ជាមួយនឹងគោលការណ៍អ្វីខ្លះដែរបាទសម្រាប់ការដែលខ្លាចជា HR មួយដ៏ល្អសំខាន់បំផុតគឺភាពស្មោះត្រង់បាទចាសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់គឺវាសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាមែនតើហើយមួយទៀតគឺមិនលំអៀងបាទបើយើងនិយាយពីភាពស្មោះត្រង់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ភាពស្មោះត្រង់គឺជារឿងដែលនៅក្នុងខ្លួនដែលយើងមានតាំងពីកើតមកចំណែកបើយើងនិយាយពីជំនាញហើយនិងចំណេះគឺជារឿងដែលរៀនតាមក្រោយចាដូច្នេះក្នុងនាមជា HR សំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែមានភាពស្មោះត្រង់គឺយើងមិនលំអៀងទៅខាងថៅកែឬក៏និយោជកឬក៏មិនលំអៀងទៅខាងកម្មករទៅខាងបុគ្គលិកដែលយើងហៅថានិយោជកអូចាល្អមែនតើហើយក្នុងផងដែរក៏ចង់ដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលបងក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលបងបានសិក្សាពីវិទ្យាស្ថានបណ្ដាណាកន្លងមកបានធ្លាប់យកចំណេះដឹងទាំងអស់នោះយកទៅប្រើនៅក្នុងការងារបច្ចុប្បន្នរបស់បងបានកម្រិតណាដែរបាទបានដែរបងបានច្រើនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបានប្រើដែលខ្ញុំបានចេះពីសាលាទៅគឺខ្ញុំយកបានប្រើដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញកុំព្យូទ័រចា៎ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំបានមួយទៀតហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាមួយដែលនៅក្នុងវគ្គមូលដ្ឋាននៅក្នុងឆ្នាំមូលដ្ឋានគឺតាក់ទងជាមួយនឹង management skill អូបាទចា៎បានប្រើនៅក្នុងកម្រិតណាដែរបងគឺយើងអាចនិយាយបានថាគឺប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយវាចាំបាច់ដែលយើងត្រូវប្រើនៅក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចា៎អរគុណច្រើនបងចាល្អមែនតើបងហើយសម្រាប់សំណួរជាបន្តទៀតនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ដូចជានៅក្នុងរោងចក្រដែលបងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះតើវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចាបាទសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំសម្រាប់នៅក្នុងរោងចក្រផ្នែកវាអាចនឹងខុសពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនដោយសារតែនៅក្នុងរោងចក្រដែលខ្ញុំកំពុងតែបំពេញការងារសប្តាហ៍ថ្ងៃវាមានចំនួនកម្មករនិយោជិតរហូតដល់ជិត 4000 នាក់បាទច្រើនមែនតើចា៎បើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនវាអាចជាវាខុសគ្នាឆ្ងាយបាទអត់មានដល់ប៉ុណ្្នឹងទេចា៎អញ្ចឹងភាពលំបាកសម្រាប់ខាងពួកខ្ញុំហ្នឹងគឺដោយសារតែត្រង់ថាកម្លាំងពលកម្មច្រើនដែលវាពោពេញទៅដោយចម្រុះជាតិសាសន៍វាមានទាំងជនបរទេសវាមានទាំងជនជាតិខ្មែររបស់យើងបាទហើយចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ក៏វាមានកម្រិតផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងពួកគាត់គឺយើងត្រូវតែមានលក្ខណៈបត់បែនហើយយើងត្រូវតែវាមុននឹងនៅពេលដែលយើងចង់តំណងមួយគាត់គឺយើងត្រូវតែចេះមើលទៅលើតចរិតរបស់ពួកគាត់ថាតើយើងគួរតែតំណងពួកគាត់របៀបម៉េចចានិយាយរួមគឺបត់បែនតាមកលៈទេសៈនិងតាមបែបបត់មនុស្សនីមួយៗដូចគ្នាចាអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយចុងក្រោយនេះបងមានអ្វីចង់ប្រាប់ផ្ញើទៅដល់ទ្រូទស្សនិកជនចាបាទសម្រាប់ចុងក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅអ្នកដែលកំពុងទស្សនាទាំងអស់គឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងជាមួយនឹងជំនាញការងារចាសម្រាប់ការគិតរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាការងារគឺបីជាយើងធ្វើនៅក្នុងវិស័យអីក៏ដោយនៅក្នុងផ្នែកអ្វីក៏ដោយអ្វីដែលយើងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមរៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនចា៎បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងគួរតែគិតមានន័យថានៅពេលដែលយើងធ្វើការយើងគួរតែកុំសម្លឹងពីរឿងប្រាក់ខែជារឿងធំព្រោះអីតាក់ទងជាមួយនឹងប្រាក់ខែយើងអាចនិយាយបានថាអ្នកណាក៏គាត់ចង់បានច្រើនដែរចា៎ Còn tại ca lang bạc hai cứ kê mình mến lang ở dưới đời xa tay ở đây tập hiệp càng nghiệp bao nhiêu của cả dù cho này mẹ. Còn tại cứ kê lang tới tam sầm mặt tập hiệp càng nghiệp bao nhiêu. Vì thế này dương chi diêm vùng rừng sầm mặt tập hiệp nông pe để dương thua cá. Hai nông pe để dương ai như vậy ban tha dương thua cá và đỡ dương riêng bị càng nghiệp thay thay và đỡ. Vì thế này bà sinh chi dương miền sầm mặt tập hiệp ông tập hiệp kia mình mơ rùng lộn bà anh ứng cư chi ở vậy ở đây nhom trăng chạy đấy tới đó là nè chân non khói có đôi chị bọn ông này còn có công tay một bên ca sạc xa hay có tiêm nâng ở và lõng tránh làm bây giờ tôi ca nghiệp chà à con tràn mong chà đây mà tôi test những cái chôn chị ti group nâng chị ti mệt đấy vì cam vì thì bạn đã thật số bạn chi mà đo thì bị chọc sang này giả thành người mà chụp từ những cái chốn giờ đi đó ngày sáng mình liêm mong và bây giờ bạn đại dương từ pin nè nâng công ca nghĩa xong à con nâng xong group liền.